Dạ, Đinh Lan xin kính chào quý vị khán giả xem kênh. Hôm nay 21 tháng 6 năm 2024. Giờ là 8 giờ 37 phút. Đinh Lan làm cái clip này với chủ đề Đinh Lan gài bẫy các YouTuber. Gài bẫy ở đây không phải là gì. Tại vì khi đi lên trên mạng á, thì suốt 3 năm nay Đinh Lan bị những YouTuber coi như tay sai của Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng tấn công, vu khống, nhục mạ, chửi bới, thậm chí là đánh Đinh Lan để trả thù cho Nguyễn Phương Hằng vì tố cáo Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà đánh nhầm chị của Đinh Lan là Đinh Thị Chiên, thương tật 20% ngày 9 tháng 2 năm 2022. Thì không có một YouTuber nào bị xử lý thì làm cho bọn chúng, với lại cái biểu hiện của Nguyễn Phương Hằng lấy tiền che thân, cho nên là tụi nó cứ nghĩ một điều rằng là vừa tấn công Đinh Lan thoải mái, vừa thu được tiền YouTube, cho nên là chúng nó hả hê, đứa này làm được đứa khác đua theo. Rồi nó nghe Đinh Lan nói là những cái YouTuber mà cất việc cái Thanh Nguyền Vlog, Sân Sàm TV, Lý Lắc Vlog thu được mười mấy tỷ từ cái việc mà tấn công Đinh Lan. Tấn công Đinh Lan thì công an cũng có sự coi như khoe khoang của Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng. Cho nên là tôi nói nè, ngàn tỷ đâu không biết mà người ta đàng hoàng ở ngoài ha, sống tuân thủ làm việc theo pháp luật, thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi đờn ca hát vui vẻ, lao động học tập. Còn mình ở trong tù đó, cái nhục nào hơn cái nhục mà chửi bới xúc phạm người ta mà ở trong tù hả Nguyễn Phương Hằng? Cho dù mày có tiền bao nhiêu che thân cũng pháp luật cũng sẽ xử lý, tại vì cấp này còn có cấp khác cao hơn. Còn ngày hôm nay Đinh Lan khiêu khích các YouTuber là như thế này, tại vì bản thân Đinh Lan tố cáo được Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng và 40 YouTuber, nhưng bản thân tụi nó lại không có tố cáo gì được Đinh Lan. Là vì sao? Đinh Lan không có lời nào mà chửi bới, xúc phạm, vu khống, nhục mạ hay cả. Tôi hàng ngày tôi lên tôi cứ gì đó, kìa kìa gì đó, ôi chửi nữa đi Hương Quảng Châu, Hạ Tích Quang TV, Lý Lắc Vlog, Sân Sàm TV, Thanh Nguyên Vlog, Gất Việt, Việt Tuấn Đạt, Phương Game Mobile, Gia Bin, chửi nữa đi Thiện Đời Sống, Đời Lữ Thứ, chửi vu khống nhiều vô, làm vô làm là phải làm cho vụ án, phải giữ lửa cho vụ án. Tại vì bây giờ Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng đầu óc nghĩ theo cái mức độ hạn hẹp là như vậy thôi. Cứ lên đi lên cứ bây giờ cứ cho những cái YouTuber này bảo đảm cho tụi nó không bị gì hết, cứ tấn công. Nhưng càng làm như vậy thì càng tăng giá trị của Đinh Lan lên. Là vì sao? Nếu như Đinh Lan là một người vô danh tiểu tốt, không có sự, tụi nó không có sợ, tụi nó càng tấn công Đinh Lan chứng tỏ được điều rằng tụi nó càng sợ mới càng tấn công, và Đinh Lan càng có giá trị. Cho nên cứ làm cho Đinh Lan nổi trội lên để làm gì? Tại vì ở Việt Nam này, ngoài Đinh Thị Lan ra, không có một người nào dám đối đầu với Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng và những YouTuber này. Vì tôi làm đúng pháp luật. Nếu như cơ quan tổ chức nào đó làm sai với tôi chứng minh được họ sai và họ sửa, thì tôi Đinh Thị Lan sẵn sàng tha thứ cho bất cứ những cái đơn vị nào mà có lỗi với mình. Ngay cả nguyên trưởng công an quận Gò Vấp, tôi đã nói trong lý trước, tôi sẵn sàng tha thứ. Vì sao? Vì tôi không ăn thua đủ với chính quyền Việt Nam, tôi không ăn thua đủ với các cơ quan tổ chức nhà nước. Vì tôi yêu đất nước Việt Nam, tôi phải giữ thể diện, uy tín, danh dự của cơ quan tổ chức của các nơi, vì tôi là một công dân Việt Nam. Nhưng tôi ăn thua đủ với Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng và Thanh Nguyền Vlog, Phạm Hoàng Khang Lang Thang Đường Phố, Gấp Việt, Kiệt Tuấn Đạt, Full Game Mobile, Lý Lắc Vlog, Sơn Sàm TV, Minh Chí TV, Đời Lữ Thứ, Gia Cát Phong, Hùng Râu, Đinh Hoàng Nhân, Luật Sư Vlog Âu Quang Phục, Trần Quốc Vũ. Đúng không? Cứ làm cho Đinh Lan nổi lên thì Đinh Lan cứ khiêu khích gì đó, chửi đi, chửi nhiều vô Hương Quảng Châu, Lý Lắc, Hạ Tích Quang TV, tụi mày càng làm như vậy càng tăng giá trị Đinh Lan thôi. Càng thấy tụi mày á, ủa Đinh Lan, nếu như Đinh Lan không có giá trị thì sao tụi mày phải sợ vậy? Nếu như nè, có những người ta bảo ồ Đinh Lan, cũng mọi người hỏi biết Đinh Lan là ai, ủa con nó là gì, không quan tâm, không thèm nhắc trên